Gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm nhằm phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động. Trong giai đoạn 2020-2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng và tuyển dụng lao động, qua đó kịp thời định hướng, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, chuyển hướng đào tạo nghề từ cung sang cầu gắn với giải quyết việc làm trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xúc tiến ký kết đào tạo nghề theo đơn đặt hàng. Hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã cung cấp hơn 2.000 lao động cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm, các doanh nghiệp lớn và chuỗi nhà hàng khách sạn, hệ thống dịch vụ.